Chào anh em nhá. Thì hôm nay em về mẫu máy kích cá công suất khủng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Thì em đang có con máy kích cá 3 tầng nhá. Con này đang chạy công nghệ Samut, hôm nay bên em mới về nhá. Đấy, thì em quay chi tiết nội thất máy và cấu hình máy cho anh em tham khảo nhá. Thì anh em bên em đã đi test thử và đánh rất là ok. Cá lên rất là chắc cá và nổi đẹp luôn. Thì anh em nào cần tham khảo video thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua Zalo hoặc là Facebook của em là Thủy Kích Cá nhá. Thì anh em sẽ được em gửi video cho anh em tham khảo đấy về con mẫu máy kích cá 3 tầng này nhá. Đấy, thời điểm hiện tại thì em đảm bảo với các bác là con này cấu hình cực khủng, chạy rất là nhiều phét và nhiều cảm, giật cực kỳ rộng nhá. Đấy, em quay chi tiết cho anh em xem nhá. Đấy, xung quanh của máy. Thì con máy này tổng quan của nó em đã cân thử cân nặng thì nó nặng tầm khoảng 22 cân anh em nhá. Đấy, có hệ thống công tác đánh áp cao áp thấp này, đánh điện mạnh điện yếu này. Đấy, và có đồng hồ báo độ ẩm này đấy, và báo nhiệt độ máy này đấy. Đằng trước của máy thì có hai đầu da vợt này và da cáp này đấy. Anh em nào đánh cáp thì đấu vào cáp, còn đánh vợt thì đấu vợt thôi. Còn đây là nút nút chỉnh tần số này, chỉnh độ rộng này, chỉnh bắn sung này, hai đầu cò bóp này, cò mắc công suất và cò đánh theo màn hình mình chỉnh nhá. Đấy, anh em có thể tham khảo quay chi tiết bốn xung quanh máy nhá. Đấy, thì máy chạy tổng cộng rất là nhiều quạt gió. Ở đây có hai quạt gió loại nhỏ, trong máy có một quạt nữa. Tổng cộng là chạy 7 quạt gió, tất cả có hai quạt gió tầng trên, hai quạt gió tầng dưới. Đấy, bốn quạt gió to nhá anh em nhá. Dây nguồn vào rất là to nhá. Đấy, ok luôn các bác. Thì các bác tham khảo quay sách này, làm bằng inox nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn. Máy cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, thì giờ xin phép các bác em sẽ mở cho các bác xem nội thất máy nhá. Máy thì sẽ chạy điện áp 24V. Đây em bật màn hình cho các bác xem màn hình nhá. Đấy, màn hình rất là dễ chỉnh, chạy công nghệ Samut thì chỉnh toàn bộ bằng công nghệ Samut, thì chỉnh màn hình và MCU nhá anh em nhá. Đấy, rất nhạy. Ok các bác. Bác chờ em chút để em mở nội thất cho các bác xem và tham khảo nhá. Anh em cần mua kích cá thì liên hệ Facebook Thủy Kích Cá hoặc Zalo 0969 449392 nhá. Ok anh em, thì sau khi mở nắp máy thì em sẽ quay nội thất chi tiết cho anh em xem nhé. Máy chạy cực kỳ khủng luôn, cấu hình rất là mạnh nhé. Đấy, anh em nhìn nhé. Đấy, nó chạy tổng cộng là 4 cuộn cảm đầu ra này. Đấy, chạy tổng cộng là 8 tụ 1000W nhé, 450V 1000W này. Đấy, chạy tổng cộng là 10 tụ băm. Đấy, mỗi tụ 8mm nhé, tụ băm hình chữ nhật nhé. Đấy, dàn diode của nó này. Đấy, còn đây là phần mạch công suất này, thì máy toàn bộ chạy bằng phét IRF 3205 lưng đồng nhá. Đấy, chạy tổng cộng là 6 biến áp, mỗi bên là 3 biến áp nhá. Mỗi dàn công suất của nó là sẽ chạy 3 biến áp, tầng 1, tầng 2 này. Đấy, tầng thứ hai cũng chạy 3 biến áp và bộ đổi nguồn 24V nhá. Đấy, con này chạy hai bộ đổi nguồn 24V. Đấy, ok các bác. Thì cấu hình rất khủng và con này 3m CR khối thì chịu tải cực cao. Chịu tải cao và khi các bác chập cáp ấy thì máy nó cực kỳ bền luôn. Con SCR khối này đảm bảo với các bác là rất là bền và ngon nhá. Đấy, em bán có bảo hành cho các bác uy tín luôn. Máy còn có cả quạt làm mát cho SCR nhá. Đấy, thì các bác là biết là độ bền của nó như thế nào. Con này nó chỉ ăn điện hơn con bốt một chút thôi anh em ạ. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm nhá. Tại vì là máy công suất lớn thì nó sẽ phải đánh tần số thấp chứ nó không đánh tần số cao. Đấy, con này chỉ đánh tầm khoảng 50-55 thôi anh em ơi. Là cá nó đã chết đẹp rồi. Đấy, em chỉnh tần số đánh vợt và đánh cáp cho các bác tham khảo nhé. Con này đánh rô phi và đánh cá chép đều được nhé. Đấy, nhưng mà máy này anh em mua về giá tiền nó cao thì không thể dùng để bắt rô phi được. Anh em phải săn những cái loài cá ở sâu mà giá trị nó đắt tiền. Đấy, và cực kỳ chịu tải nhé. Đấy, nó đánh được cáp cáp tầm khoảng 4 đến 5 ly vẫn phang được tốt nhá. Tầm chục mét, hơn chục mét vẫn táng tốt nha anh em nhé. Cực kỳ chịu tải luôn. Anh em phải hiểu là con bot nó tải tải tầm khoảng hơn 3000 là nó sẽ nặng tải và bấm là nó phải đề ba, nhưng mà con này không nhá. Con này tải 5000 bấm không phải đề ba luôn. Bấm cực kỳ tải tải cực kỳ khỏe luôn, bấm phát ăn luôn. Nó có thể tải được 10000W cơ mà. Đấy, nên nó rất là chịu tải. Ok các bác. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Thì ở đây có một công tắc đánh áp cao áp thấp thôi, còn hai công tắc này để chờ để anh em có thể đấu quạt này hoặc là đấu đấu cái gì đấy thì anh em yêu cầu nhé, hoặc là chuyển tầng đánh tầng 1 tầng 2 thì có thể mình bật tắt được. Đấy, thì bên em đang
bác khách nào mà yêu cầu làm như nào thì em sẽ tư vấn cho các bác rồi làm sao nó phù hợp ở vùng nước của mình nhất. Đấy, còn máy bọn em bán là bảo hành uy tín cho các bác nhá. Đấy, em thử từ máy, các bác nghe từ máy nhá. Đấy, em bấm cò nhá, bấm cò một phát là tải 5.000W luôn. Đấy, các bác thấy không, tải 5.000W nhá, công suất cực kỳ khủng, mà bấm mà không phải đài ba luôn, anh em thấy không, bình đang báo 23.6V này. Đấy, không phải đài ba luôn. Đấy, đây là em đang để tần số đánh cá trắng này, 55, 75 này và 28 này. Đấy, cực kỳ khủng luôn. Đấy, tải 5.000W max, tần số của nó được 200 Hz. Đấy, còn tùy vùng nước khác nhau, nước dẫn điện tốt, nước dẫn điện không tốt thì các bác phải căn chỉnh cái tần số nó khác nhau nhá. Đấy, còn em cam kết với các bác là máy này cực kỳ chịu tải và nó chịu được nước nặng nhá, không sợ kén nước đâu anh em ạ. Nó cần tải được, ra đánh được nước lợ tầm khoảng 10 phần nghìn, đánh được cả nước lợ luôn, 10 tầm phần nghìn không lo ngắt luôn, quánh thế mới ác chứ. Đấy, đấy, các bác thấy không, nó chạy hai tầng công suất. Đấy, dàn công suất của nó chạy hơn 100 MOSFET nhá, chạy tổng cộng là hơn 100 MOSFET, toàn phét IGZF lưng đồng nhá. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Ok các bác, các bác thấy không, em tải 5.000W này. Đấy, con này thì các bác kéo ra trơn này, em đảm bảo với các bác khi con máy mà nó tải được cáp lớn này mà xuống sâu nó không bị sụt dòng nhá, thì nó sẽ đưa được điện xuống dưới đáy tốt hơn, đánh con cá nó ok và nó ngon hơn. Đấy, các bác đang chơi những cái dòng máy khác, chẳng hạn đang chơi bốt mà, hoặc là những cái dòng máy kia mà nó đang không chịu được tải cáp ở những cái vùng nước nặng, thì các bác chơi con này, em đảm bảo với các bác là chịu được nước nặng luôn. Đấy, còn em bán máy là cứ bác nào mà ví dụ mà về mà đánh không được, đấy, ok các bác cứ giữ mới, em sẽ trừ khấu hao nhẹ nhàng cho các bác và các bác gửi lại máy em nhá, đảm bảo uy tín cho các bác, như thế là đã ok chưa các bác. Đấy, không phải lo về mua con máy giá trị cao mà đánh không được mà ấy nhá, em có hỗ trợ cho các bác cứ giữ mới cho em, không ngừng các bác gửi lại em nhá, em có thu lại cho các bác luôn. Đấy, trừ khấu hao nhẹ nhàng, anh em làm ăn cân đối phù hợp. Đấy, còn tần số đánh cá chép này, 65 này, 75 này và 40 này. Đấy, 5.000W luôn, các bác mua máy bên em biết rồi thì em bán và bảo hành uy tín cho các bác, chưa bao giờ em làm có lỗi với ai luôn, làm đảm bảo anh em gọi là đều có lợi. Đấy, không để anh em thiệt quá nhá, anh em biết rồi, em sửa máy và bán máy bảo hành cực nhanh luôn, anh em nào mua máy bên em biết rồi. Đấy, ok các bác nhá, đây em đang báo là bình 23.6 này. Đấy, tụt xuống còn 22.3.5V thì ăn cực kỳ điện. Đấy, nó không sụt dòng lớn đâu. Đấy, tần số kéo cáp nhá, bác nào mà kéo chuyên về cá lăng và cá da trơn, cá không có vảy nhá, chuyên da trơn nhá, thì các bác chỉnh cho em này, 45 này, 100 và 100 này, để chuyên đạp cáp rèn luôn da trơn nhá. Đấy, quánh da trơn ở dưới sâu rút cực kỳ nhạy luôn. Đấy, con này một số khách của em đã test ở trên vùng nước ở trên Lào Cai, thì ngày trước các bác ấy đánh bốt không được hay được nhau đâu, nhưng mà các bác ấy đánh thử máy thì đã được cả cá nheo nhá, nhưng mà nheo toàn nheo to thôi, nheo 2-3 cân đấy. Đấy, quánh cực kỳ nhạy nhá. Ok luôn. Đấy, còn các bác nào mà muốn đạp cáp mà nước chảy nhá, nước chảy thì sẽ để tần số cáp, đặt tần số khác, và nước đứng để tần số khác nhá. Đấy, nước chảy thì các bác để cho em là, nếu mà đạp cả cá có vảy thì các bác để cho em là 65 này, 100 này và 60 nhá. Đấy, đạp cáp nước chảy luôn. Đấy, cứ đạp tầm khoảng 5-6 giây lại nghỉ này, nghỉ 65 hoặc 60 thôi, tùy theo vùng nước, hoặc là 55 thôi, mỗi vùng nước nó dẫn điện một khác nhau đấy. Đấy, 5.000W, sợ thật, bấm không phải đề ba luôn. Đây là công tắc chuyển tầng này, tầng cao tầm áp cao áp thấp này. Đấy, bật số 1 áp cao, số 0 áp thấp này. Đấy, công suất rất là khủng luôn. Ok chưa các bác? Còn nếu mà các bác đánh ở trong hồ nước đứng ấy, thì các bác để cho em tần số là đánh ở những cái hồ nước đứng nhá, thì để cho em tần số là
50, 100 và 15 nhá. Đấy. 15, 18 được 15 thôi. 50, 50, 55 nhá. Mỗi vùng nước một khác nhau, các bác cứ để tầm vậy. Đấy. Bấm cò đầu tầm 10 giây nhá. Đấy, cách bấm cò này tầm 10 giây này. Sau 10 giây này các bác nhả ra, các bác nháy này. Đấy, xong lại bấm lại. Đấy. Cá ở sâu thì tầm chục mét thì thường thường nó phải lâu lâu tầm phút hơn phút nó mới lên. Đấy. Các bác lại nháy thì các bác chờ nhá. Nếu mà đánh nó không có cá thì các bác mới trèo đi tầm khoảng phút hơn phút, tầm 2 phút nó không có cá thì các bác lại trèo đi. Đấy. Ok luôn. Đấy, lại nháy nhá. Các bác xem mức độ tụt áp của nó kìa, vôn bình nhá. Đấy. Tụt cực kỳ ít nhá, không phải là tốn điện lắm đâu. Nên các bác yên tâm đi. Chỉ ăn điện hơn bót một chút thôi. Đấy, em bấm nóng quá, những cái dây đằng sau nó còn đang chuẩn bị bốc khói luôn. Quá kinh khủng luôn, công suất quá lớn. Đây em quay chi tiết cho các bác. Thì các bác nào mà chưa biết đánh thì em có thể hướng dẫn cho các bác ở trong tần số đánh như nào nhá. Anh em đánh con máy này không lo kén nước luôn. Ngọt đục ngọt trong bem được tất luôn. Đấy. Ok nhá. Anh em nhìn cấu hình này, mạnh không? 3 cuộn cảm chống sốc SCR luôn. Đấy. Có quạt làm mát SCR đảm bảo cho anh em là chịu tải rất là lớn luôn. Đấy. Con này làm cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết nhá. Từ những cái con D882 này anh em nhìn này, chơi toàn D882 loại lưng đồng luôn. Đấy, để đảm bảo là một con máy hoàn thiện nhất và chi tiết nhất để cho nó ít hỏng nhất nhá. Đấy, còn các bác yên tâm đi. Bán em có bảo hành uy tín, các bác mua hàng của em biết rồi. Chào các bác nhá. Thì các bác nào thêm cần tham khảo thêm video thì liên hệ bên em nhá.